còn một ít chuột nè mọi người. Hôm nay mình sẽ làm món chuột úp nồi cho mọi người xem nha. Để gia vị mình để úp chuột mọi người là có xá xíu, sa tế, bột ngọt, tỏi phi, mật ong, nước mắm nha mọi người. Thì mình có một ít rau sống ăn kèm, dưa leo, cà chua nha mọi người. Thì hành tím, tỏi, ớt với sả mình sẽ băm nhuyễn nha. Đều nha mọi người. Mình ướp khoảng nửa tiếng nha mọi người. Mọi người, sau 2 tiếng đồng hồ thì món chuột úp nồi của mình cũng đã hoàn thành rồi nè. Nhưng mà lần này hơi thất bại mọi người ơi, nó bị khét cái đầu. Để mình ăn mình bỏ cái đầu nha mọi người. Mình sẽ nặng chanh cho muối mọi người. Mời mọi người nha. Ngon mọi người ơi. Mà nó cay.
trời ơi, chuẩn bị mưa rồi đó mọi người, đang hiệu nhiễu hộp luôn á mọi người. Thịt chuột mọi người, nó thơm mà nó ngọt đó mọi người ơi. Mọi người thấy hấp dẫn không? Nè cái đùi nè mọi người. Ít thịt mọi người, tại vì con chuột nó hơi ốm mọi người. Cái món chuột ốp nồi này mọi người, mình nướng nó hơi lâu nên con chuột nó hơi khô mọi người. Nhưng mà cái gia vị nó thấm đều vô con chuột, rất thơm và ngon luôn mọi người. Các bạn thử làm theo công thức của mình nha, mình bảo đảm nó rất là ngon luôn á. Trời cũng mưa tới nè mọi người à, mình xin kết thúc video tại đây nha. Các bạn có thích mình hãy cho mình một like, một share và đừng quên đăng ký kênh mình nha. Chào mọi người.